Video này sẽ cung cấp cho các bạn các phương pháp và kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và chọn lọc tài liệu khoa học, phục vụ cho việc học tập, làm việc và cả cuộc sống thường ngày. Đây là những kiến thức và kinh nghiệm cô đọng nhất mà mình đã đúc kết được từ quá trình du học thạc sĩ và tiến sĩ ở Ireland. Mình tin rằng video này sẽ có ích cho các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu theo học các chương trình cao học như là thạc sĩ, tiến sĩ. Không chỉ vậy, các bạn đang đi làm doanh nghiệp và thường xuyên cần phải làm các công việc liên quan đến tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin hoặc đơn giản là các bạn thích tìm tòi, khám phá kiến thức thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp ở trong video này để có thể nâng cao chất lượng công việc của mình. Mình là Tâm, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Ireland. Chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính của video nhé! Tại sao chúng ta cần tìm kiếm và chọn lọc tài liệu khoa học? Nếu các bạn còn đang đi học thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải tìm kiếm và đọc các tài liệu khoa học để phục vụ cho cái việc học tập của mình, cụ thể là trong cái việc hoàn thành những cái bài luận ở trên lớp này, assignments, và đặc biệt là khóa luận tốt nghiệp. Thì trong cái khóa luận tốt nghiệp thì sẽ có cái phần là tổng quan nghiên cứu. Thì để mà có thể làm được cái phần này thì các bạn sẽ cần phải tìm hiểu và đọc rất là nhiều tài liệu khoa học liên quan để có thể tạo ra được một cái tổng quan nghiên cứu cho khóa luận của mình. Còn về assignments thì ví dụ như là hồi mình học thạc sĩ ngành quản trị nhân lực ở Ireland thì tất cả các môn học đều yêu cầu sinh viên phải viết ít nhất là 2 bài luận. Và thầy cô sẽ đưa ra một cái chủ đề hoặc là một câu hỏi nghiên cứu nào đó và yêu cầu sinh viên là trình bày quan điểm của mình cho cái chủ đề đó. Và quan điểm đưa ra cần phải được dựa trên những cái dẫn chứng được trích dẫn từ các tài liệu khoa học hoặc là những cái nguồn tin đáng tin cậy. Và cái việc tìm kiếm và chọn lọc tài liệu khoa học nó cũng không chỉ đơn thuần là giới hạn trong cái môi trường học thuật mà còn có thể ứng dụng được trong môi trường doanh nghiệp hoặc là trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như là các bạn đang đi làm doanh nghiệp thì đâu đó trong công việc của các bạn thì có thể sẽ cần phải làm các công việc liên quan đến tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin, đúng không? Ví dụ như là các bạn đưa ra những cái báo cáo nghiên cứu thị trường này, hoặc là các bạn cần phải tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để mà đưa ra quyết định. Hoặc là đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi là chúng ta muốn tìm hiểu một cái kiến thức nào đó, chúng ta muốn có dữ liệu để mà đưa ra quyết định về một cái chủ đề nào đó, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải tìm kiếm, tổng hợp và phân tích các nguồn thông tin có sẵn, đúng không? Thì thông tin thì có thể đến từ rất rất là nhiều nguồn. Và trong cái thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như thế này, mọi thông tin đều có thể được đưa lên mạng, và có rất là nhiều nguồn thông tin không được kiểm chứng. Thì cái việc mà các bạn biết cách tìm kiếm và chọn lọc các nguồn thông tin có độ tin cậy cao thì sẽ giúp cho các bạn hiểu được vấn đề tốt hơn và đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm cô đọng nhất mà mình đúc kết được từ cái quá trình đi du học thạc sĩ và tiến sĩ ở Ireland. Tuy nhiên thì mình có 2 lưu ý nhỏ trước khi đi vào nội dung chính của video này. Thứ nhất đó là cái việc tìm kiếm và chọn lọc tài liệu thì nó thuộc về khía cạnh là phương pháp và kinh nghiệm, cho nên là các bạn không nhất thiết là phải đi theo đúng chính xác tất cả những cái gì mình chia sẻ ở trong video này, mà các bạn nên sử dụng nó ở dưới góc độ đó là tạo nền tảng cho các bạn. Với các bạn mà mới bắt đầu bước chân vào cái việc nghiên cứu khoa học thì các bạn có thể sử dụng những cái bước này như là những cái bước đầu tiên để các bạn có thể làm quen với cái việc tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm thông tin. Còn nếu mà các bạn nào mà đã có cái thời gian trải nghiệm với cái việc này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung, điều chỉnh để mà phù hợp hơn với cái chuyên ngành cũng như là với cái chủ đề nghiên cứu mà các bạn đang làm. Cái điều thứ hai mình muốn nhắn nhủ đó là mỗi chuyên ngành thì sẽ có những cái phương pháp và kinh nghiệm tìm kiếm tài liệu riêng. Thì mình thì ở bên lĩnh vực là management, tức là bên quản trị, cho nên là những cái phương pháp và tài liệu trong video này thì sẽ chủ yếu là tập trung ở bên cái lĩnh vực này. Còn nếu các bạn ở những chuyên ngành khác như là chuyên ngành khoa học tự nhiên thì sẽ còn có những cái yêu cầu và những cái tài liệu riêng cho các bạn nữa, thì các bạn hãy tham khảo và chọn lọc những cái nội dung trong video này để mà có thể phù hợp với cả chuyên ngành của các bạn. Rồi, vậy thì trong video này thì mình sẽ chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất đó là phần tìm kiếm và phần thứ hai đó là phần chọn lọc. Trong phần tìm kiếm tài liệu thì mình có 2 nội dung lớn mong muốn được chia sẻ với các bạn. Phần thứ nhất đó là về nguồn tài liệu và thứ hai đó là phương pháp tìm kiếm tài liệu. Về nguồn tài liệu thì có rất là nhiều những cái nguồn khác nhau để các bạn có thể tìm kiếm thông tin.
Thì có một số những cái nguồn thông tin mà được mọi người thường hay sử dụng. Thứ nhất đó là các bài báo nghiên cứu khoa học. Thì đặc điểm chung của cái nguồn thông tin này thì đây là những nghiên cứu đã được qua kiểm duyệt bởi cộng đồng học giả trên thế giới và được công bố ở trên các tạp chí khoa học. Thứ hai, đó là những cái bài nghiên cứu tại các hội thảo. Thứ ba, đó là sách. Thứ tư, đó là khóa luận tốt nghiệp của những người đi trước. Thứ năm, đó là báo cáo đến từ chính phủ, tổ chức nghiên cứu hoặc là các công ty tư vấn. Thứ sáu, đó là các bản tin trên các tạp chí. Thứ bảy, đó là nguồn tin đa dạng ở trên Internet và có rất là nhiều nguồn khác nữa. Thì ở trong môi trường học thuật, nguồn thông tin đầu tiên đó là các bài báo khoa học được kiểm duyệt bởi các chuyên gia trong ngành và được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, được xem là nguồn tài liệu chất lượng và có độ tin cậy tương đối cao. Sau bài báo khoa học thì đến các bài báo hội thảo và sách, bởi vì là thông tin ở trong những cái nguồn này thì cũng có người kiểm duyệt. Tuy nhiên thì là cái mức độ kiểm duyệt nó không chặt chẽ và không khắt khe bằng cái nguồn thông tin đầu tiên, đó là các bài báo nghiên cứu khoa học. Các bài báo đến từ các tổ chức chính phủ, tổ chức nghiên cứu, các công ty tư vấn thì những nguồn thông tin này thì sẽ mang đến thông tin ở dưới cái khía cạnh thực tiễn. Tuy nhiên thì là có thể là có rất là nhiều thông tin trong đó không có người kiểm duyệt, cho nên là chúng ta cần phải kiểm tra thật là kỹ. Còn tin ở trên Internet thì rất là khó để mà chúng ta có thể kiểm tra được độ chính xác. Đặc biệt là mình nhớ là ngày xưa hồi mà mình đi học đại học ấy, thì mình không hề biết về cái điều này. Và trong một vài cái bài tập của mình thì mình có trích dẫn từ Wikipedia. Thì sau này mình mới biết được là Wikipedia là một cái trang mà tất cả mọi người đều có thể đóng góp thông tin. Cho nên nếu mà các bạn muốn trích dẫn tài liệu ở trong cái môi trường học thuật ấy, thì Wikipedia không được khuyến khích để mà làm trích dẫn. Trong video này thì mình sẽ tập trung giới thiệu về phương pháp và cách thức tìm kiếm tài liệu trên nền tảng online, tập trung vào ba cái nguồn tài liệu đầu tiên, đó là bài báo nghiên cứu khoa học, bài báo hội thảo và sách. Thì đây là những nguồn mà được đánh giá là có độ tin cậy tương đối là cao. Và mình sẽ sử dụng ngôn ngữ tìm kiếm là tiếng Anh để đảm bảo là chúng ta có thể được tiếp cận cái lượng tài liệu phong phú nhất. Mình cũng đã tổng hợp các ví dụ ở trong video này vào một cái file tài liệu để các bạn có thể tiện theo dõi thêm. Thì các bạn có thể click vào đường link ở phần mô tả để có thể tải cái file tài liệu này về nhé. Nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ trong phần tìm kiếm đó là phương pháp tìm kiếm tài liệu khoa học trên cái nền tảng online. Thì ở trong phương pháp tìm kiếm thì mình chia sẻ với các bạn ba bước chính. Thứ nhất đó là chuẩn bị cho việc tìm kiếm. Thứ hai, thực hành việc tìm kiếm. Và thứ ba đó là điều chỉnh nếu cần. Ở trong cái bước đầu tiên chuẩn bị cho việc tìm kiếm thì sẽ có hai khía cạnh các bạn cần phải chuẩn bị. Thứ nhất đó là xác định về cái nơi các bạn sẽ tìm kiếm, cái cơ sở dữ liệu mà các bạn sẽ tìm kiếm tài liệu cho mình. Và thứ hai đó là xác định từ khóa để tìm kiếm. Thì các bạn làm bước nào trước cũng được. Đầu tiên đó là về cái việc xác định về cái nơi tìm kiếm. Bây giờ nếu mà nghĩ đến việc tìm kiếm thông tin online thì các bạn sẽ nghĩ đến đâu đầu tiên? Đến Google đầu tiên đúng không? Đấy, thì cái việc mà xác định nơi tìm kiếm thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Tuy nhiên thì là để mà có thể tìm được những cái nguồn tài liệu khoa học ấy thì chúng ta sẽ không đơn thuần đó là lên Google, một cái nơi mà chứa tất cả thông tin đến từ mọi nguồn để mà tìm kiếm, mà chúng ta sẽ tìm đến những cái database, những cái cơ sở dữ liệu mà chuyên lưu trữ các tài liệu khoa học. Thì ở trên mạng hiện nay thì có hai loại cơ sở dữ liệu chính. Thứ nhất đó là cơ sở dữ liệu đa ngành, tức là một nơi mà lưu trữ tất cả các tài liệu đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể tìm thấy những cái bài báo khoa học đến từ cả ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Đó, thì cái loại cơ sở dữ liệu đa ngành này thì có rất là nhiều các cơ sở dữ liệu khác nhau, nhưng mà phổ biến nhất ở trong môi trường học thuật đó là Scopus và Web of Science. Thì mình sẽ không đi sâu chi tiết vào giới thiệu từng cái cơ sở dữ liệu ở trong video này, thì các bạn có thể thử search những cái cơ sở dữ liệu này và khám phá thêm sau. Ngoài ra thì một nơi mà được rất nhiều các bạn tìm đến để mà tìm kiếm các tài liệu khoa học đó là Google Scholar. Tất cả chúng ta đều biết đến Google rồi đúng không? Đó là nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm kết quả về bất cứ thứ gì. Thì Google Scholar cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái kết quả tìm được thì sẽ là các tài liệu khoa học đã được công bố, cho nên là rất là phù hợp với cả cái mong muốn của chúng ta, đó là tìm kiếm tài liệu nghiên cứu khoa học, đúng không nào? Thế thì có một điều cần lưu ý ở đây, đấy là
Một số nơi thì người ta sẽ coi Google Scholar là cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên thì là một số bên, giống như là bên trường mình thì đánh giá Google Scholar là một cái công cụ tìm kiếm thôi, một cái search engine thôi. Đấy, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là trong cái khuôn khổ video này thì chúng ta sẽ không bàn sâu về cái đấy. Và mình nghĩ rằng là về cơ bản để phục vụ cho cái việc là bước đầu tìm kiếm tài liệu khoa học thì mình thấy Google Scholar là một nơi rất là hiệu quả để mà tìm kiếm. Thì ở trong video này mình cũng sẽ sử dụng Google Scholar để mà làm ví dụ minh họa cho cái việc tìm kiếm tài liệu khoa học cho các bạn. Bên cạnh các cơ sở dữ liệu đa ngành thì chúng ta sẽ có các cơ sở dữ liệu mà tập trung vào một lĩnh vực nhất định. Ví dụ như là có những cái cơ sở dữ liệu mà chỉ chuyên về bên phía công nghệ thông tin, chuyên về tâm lý học hoặc là chuyên về y học mà thôi. Đó, thì mỗi chuyên ngành thì sẽ có những cái cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho nó. Và nếu các bạn mà muốn biết về những cái cơ sở dữ liệu này thì có thể tham khảo thông tin trên thư viện trường hoặc là hỏi thầy cô của mình. Thì cái việc mà các bạn tìm kiếm tài liệu ở cơ sở dữ liệu đa ngành hay là ở trong các cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho ngành của bạn ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyên ngành của bạn và cái chủ đề nghiên cứu. Ví dụ thì nếu mà các bạn muốn bước đầu tìm hiểu về chủ đề, muốn có một cái nhìn chung chung về toàn cảnh thì các bạn có thể search trên Google Scholar và các cơ sở dữ liệu đa ngành. Còn sau đó thì khi mà các bạn mong muốn là chỉ tìm tài liệu ở một cái lĩnh vực nhất định thôi thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên những cái cơ sở dữ liệu chuyên cho từng ngành đó. Thì đấy chính là cái chiến lược mà các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn tìm kiếm tài liệu khoa học. Thì bên cạnh cái việc là xác định nơi mà chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin thì chúng ta cần phải xác định các từ khóa mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Thế thì cái việc xác định từ khóa này thì nó sẽ dựa trên cái chủ đề nghiên cứu của các bạn. Thì đây có thể là chủ đề mà thầy cô giao cho các bạn hoặc là có thể là các bạn tự nghĩ ra. Thì mình sẽ lấy ví dụ về cái chủ đề nghiên cứu mà mình đang làm luôn. Đó là đánh giá về cái tác động của trí tuệ nhân tạo AI vào cái việc quản lý nhân sự ở trong doanh nghiệp. Đây là một cái chủ đề tương đối rộng đúng không? Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là một cái chủ đề khá là thích hợp để mà có thể làm ví dụ minh họa cho các bạn trong video này. Thì đầu tiên các bạn hoàn toàn có thể là dán nguyên cái cụm này lên trên thanh tìm kiếm. Và sau đấy thì là mình bắt đầu đọc và xác định xem là đâu là những cái tài liệu mà phù hợp với cả cái mong muốn của mình. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ search nguyên cái cụm này ở trên Google Scholar. Thì mình thấy là có hơn 3 triệu kết quả được trả về. Thì bây giờ thì mình sẽ ngồi đọc những cái tài liệu nào mà mình cảm giác là cái tiêu đề có vẻ là liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu của mình. Sau đấy thì mình xem là cái nào phù hợp với cả cái mong muốn của mình nhất. Đấy. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là cái con số kết quả này nó rất là lớn đúng không? Hơn 3 triệu kết quả và chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể đọc và chọn ra được tài liệu phù hợp. Vậy thì có cái phương pháp nào giúp cho chúng ta có thể tìm được tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn không? Thì rất là may đấy là trong cái năm đầu tiên của việc học tiến sĩ thì mình đã được học một cái phương pháp tìm kiếm tài liệu khoa học một cách có hệ thống và mình thấy rằng là cái phương pháp này cực kỳ là hiệu quả giúp cho mình có thể tìm kiếm được tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và mình đã cô đọng lại tất cả những cái gì mình được học để mà chia sẻ lại với các bạn về cái phương pháp này. Phương pháp này thì là sẽ đi qua 5 bước nhỏ. Thực ra thì cái quy trình nó rất là đơn giản thôi, mình chia nhỏ từng bước như thế này để các bạn có thể dễ dàng thực hành theo. Bước đầu tiên, đó là các bạn hãy xác định những cái thuật ngữ chính, những cái concepts trong cái chủ đề nghiên cứu của mình. Ví dụ như là với cái chủ đề hiện tại này thì mình sẽ có hai cái thuật ngữ mà mình cần tìm hiểu, đó là trí tuệ nhân tạo, AI và quản trị nhân sự, HRM. Bước thứ hai, đó là mình sẽ lập một cái bảng có hai cột và mình viết mỗi cái thuật ngữ này vào một cột để mà dễ theo dõi. Nếu mà chủ đề của các bạn thì có nhiều thuật ngữ hơn, nhiều concepts hơn thì các bạn hãy thêm các cột tương ứng vào cho những cái concept đó. Bước thứ ba, đây là cái bước mà giúp cho chúng ta có thể nâng cấp cái kỹ năng tìm kiếm của mình. Đó là chúng ta hãy nghĩ xem đấy là có những cái cụm từ nào mà nó đồng nghĩa, nó hay được dùng để mà thay thế những cái từ khóa này không? Bởi vì là có rất là nhiều những cái tài liệu nói về cùng cái chủ đề này nhưng mà họ dùng cái cụm từ khác. Thì khi mà chúng ta tìm ra được những cái từ này thì sẽ đảm bảo được là mình sẽ tìm kiếm được nhiều tài liệu liên quan nhất có thể. Ví dụ như là với hai từ khóa hiện tại, Artificial Intelligence, thì mình thấy là người ta thường dùng với từ viết tắt đó là AI hoặc là
có rất là nhiều bài báo thì người ta dùng từ là machine learning. Còn ở bên Human Resource Management thì mọi người cũng hay dùng từ viết tắt là HRM, HRM hoặc là Personnel Management. Đó, thế thì nếu mà ngay từ đầu các bạn không nghĩ ra được từ nào đồng nghĩa thì cũng không sao cả. Các bạn chỉ cần hai cái cụm từ chính được giao trong cái đề bài đầu tiên là được rồi. Tuy nhiên sau khi các bạn tìm kiếm và đọc một số tài liệu và phát hiện được ra rằng là họ cũng dùng một số những cái thuật ngữ khác để mà thay thế, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể thêm vào cái hệ thống từ khóa cần tìm kiếm. Bước thứ tư đó là các bạn có thể sử dụng thêm các từ nối và các ký tự đặc biệt để mà có thể giúp chúng ta tìm ra được những cái kết quả gần nhất với cả cái chủ đề nghiên cứu của mình. Thì mình sẽ nói qua một chút về những cái từ nối và ký tự này. Nó sẽ hơi khô khan một chút, nhưng mà nếu mà các bạn biết cách ứng dụng ý, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cấp cái kỹ năng tìm kiếm thông tin nói chung và tìm kiếm tài liệu khoa học nói riêng. Đầu tiên đó là những cái từ nối. Tên tiếng Anh của nó đó là Boolean Operators. Thì có ba từ nối đấy là AND, OR và NOT. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng những cái từ nối này để mà có thể kết hợp các từ khóa với nhau khi mà chúng ta tìm kiếm. AND nghĩa là và đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng cái từ này khi mà các bạn muốn tìm kết quả mà có chứa tất cả các từ khóa mà các bạn mong muốn tìm kiếm. Ví dụ như là mình muốn tìm tất cả những cái tài liệu mà có cả hai cụm là AI và HRM, thì mình dùng đó là AI AND HRM. Cái từ thứ hai đó là từ OR. OR nghĩa là hoặc, đúng không? A hoặc B. Thì các bạn sẽ sử dụng từ này khi mà các bạn muốn tìm những cái tài liệu mà có chứa một trong hai từ khóa. Thì các bạn sẽ thường sử dụng khi mà cái từ của chúng ta, cái thuật ngữ của chúng ta cần tìm kiếm có nhiều từ thay thế, giống như chúng ta vừa làm bước 3 vừa rồi ý. Thì ví dụ như là với trí tuệ nhân tạo thì như mình đã chia sẻ trong cái bước 3 ấy, thì mọi người có thể dùng từ viết tắt là AI, đúng không? Thế thì chúng ta có thể search đó là AI or Artificial Intelligence, thì nó sẽ trả về kết quả có chứa hoặc là từ AI hoặc là từ Artificial Intelligence. Từ thứ ba đó là từ NOT. NOT nghĩa là không có cái từ này. Thì các bạn sẽ sử dụng NOT khi mà các bạn mong muốn là có một cái từ nào đó không xuất hiện trong kết quả của mình. Ví dụ như là mình chỉ muốn trả về các kết quả nói về AI nói chung thôi, nói về trí tuệ nhân tạo nói chung. Mình không muốn tập trung vào một ứng dụng cụ thể như là ChatGPT chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cái cụm từ đó là AI NOT ChatGPT để mà có thể loại trừ các kết quả mà có đề cập đến ChatGPT. Thì các bạn sẽ liệt kê những cái từ khóa mà các bạn muốn hiển thị trong cái tìm kiếm của mình ở phía trước từ NOT và viết các từ khóa mình muốn loại trừ ở phía sau từ NOT. Thì đấy là cách sử dụng của ba từ AND, OR và NOT để giúp các bạn có thể tìm kiếm được kết quả mà phù hợp hơn với cả cái mong muốn của mình. Bên cạnh những từ nối Boolean thì còn có ba ký tự mà có thể hỗ trợ thêm các bạn trong việc tìm kiếm. Cái thứ nhất đó là dấu ngoặc kép. Các bạn sẽ sử dụng dấu ngoặc kép khi mà các bạn muốn tìm chính xác một cái cụm từ nào đó. Ví dụ như là trong trường hợp của mình thì mình muốn tìm chính xác cái cụm từ là Artificial Intelligence hoặc là Human Resource Management. Thì nếu mà mình không đặt nguyên cái cụm này vào trong ngoặc kép thì cái cơ sở dữ liệu có thể sẽ tách các chữ ở trong cái cụm này ra và trả về kết quả là chỉ chứa một trong số các chữ đó thôi. Ví dụ như là chỉ trả về chứa mỗi chữ Artificial thôi hoặc là chứa mỗi chữ Intelligence thôi. Mà mình thì mình muốn là có hai chữ này nó phải đi với nhau, thì cái việc sử dụng dấu ngoặc kép sẽ giúp cho mình đảm bảo cái việc đấy. Tiếp theo đó là ký tự hoa thị và dấu hỏi, thì thường là sử dụng khi mà search những cái từ tiếng Anh ý. Thì trong khuôn khổ của video này thì chúng ta chưa cần phải dùng đến hai cái ký tự này nên là mình sẽ không giải thích. Tuy nhiên thì mình sẽ để lại cái cách sử dụng của hai cái ký tự này ở trong file trong phần mô tả để các bạn có thể tham khảo thêm sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bước 4. Ở bước 1 thì chúng ta đã xác định từ khóa này. Bước 2 là chúng ta đã viết các từ khóa vào các cột riêng biệt để mà dễ theo dõi. Bước 3 đó là xem là có cái từ đồng nghĩa nào được dùng thay thế cho những từ khóa này không. Và bước 4 thì chúng ta sử dụng các từ nối như là AND, OR và NOT để mà có thể kết hợp các từ khóa cần tìm kiếm lại với nhau. Trong cái trường hợp của mình thì mình mong muốn là tìm hiểu về cái tác động của AI lên quản trị nhân sự, đúng không? Bởi vậy mình muốn cả AI và cả quản trị nhân sự thì cần phải được xuất hiện ở trong cái tài liệu của mình. Bởi vậy mình sẽ dùng từ nối đó là từ AND để mà trả về kết quả đó là có chứa cả hai thuật ngữ này.
Thứ hai đó là chúng ta đã liệt kê được một vài cụm từ mà hay được dùng để thay thế cho thuật ngữ Artificial Intelligence và Human Resource Management như ở bước 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng từ or hoặc để mà có thể tìm ra các kết quả mà chỉ cần chứa một trong các cụm đó là được. Lưu ý đó là những cái cụm nào mà các từ nhất định phải đi với nhau ấy thì các bạn nên để ở trong dấu ngoặc kép. Còn AI và HRM thì được xem là một chữ cho nên là các bạn không cần phải bỏ trong dấu ngoặc kép. Và chúng ta đến bước cuối cùng rồi, bước thứ 5, đó là chúng ta sẽ ghép các từ khóa lại với nhau thành một câu lệnh tìm kiếm. Và các bạn chỉ cần copy lại nguyên cái cụm này dán vào thanh công cụ tìm kiếm là được. Đầu tiên đơn giản nhất đó là các bạn sẽ có cụm tìm kiếm đó là Artificial Intelligence and Human Resource Management. Chúng ta dùng hai từ khóa cơ bản trước đã. Thì khi mà mình search ở trên Google Scholar thì các bạn có thể thấy là cụm này nó trả về hơn 77.000 kết quả so với cái cụm ban đầu khi mà chúng ta dán nguyên cả cái đề bài vào ấy, thì rõ ràng là cái số tài liệu nó đã ít hơn, đúng không? Ban đầu là 3 triệu kết quả, còn bây giờ là 77.000 kết quả. Và với cái việc mà sử dụng dấu ngoặc kép và từ nối AND thì nó đã cho ra các kết quả mà nó chứa chính xác hai cụm từ mà chúng ta cần tìm kiếm. Sau đó thì các bạn bắt đầu dần dần đọc một số tài liệu đầu tiên để xem là nó đã phù hợp với cả cái chủ đề nghiên cứu của mình hay chưa. Nếu mà các bạn vẫn cảm thấy rằng là đâu đó vẫn chưa đáp ứng được cái mong muốn các bạn lắm, hoặc là các bạn muốn mở rộng thêm cái lượng tìm kiếm của mình, thì các bạn có thể đưa vào thêm những cái từ đồng nghĩa. Thì các bạn có thể dùng cái cụm thứ hai đấy. Thì mình sẽ paste cái cụm thứ hai này vào trong thanh công cụ tìm kiếm trên Google Scholar. Và mình thấy rằng là cái cụm này trả về 127.000 kết quả. Thì nó lớn hơn so với cái cụm vừa rồi là 77.000. Nhưng mà nó vẫn ít hơn cái lần search đầu tiên, 3 triệu kết quả, đúng không nào? Và các bạn có thể thấy được rằng là có cái sự khác biệt về những cái tài liệu mà chúng ta tìm kiếm lần này. Có nhiều bài báo mà có chứa những cái chữ viết tắt như là AI, HRM. Và các bạn có thể thấy được là cái việc mà chúng ta có những cái từ thay thế thì đã giúp cho chúng ta tránh được cái việc là bỏ sót những cái tài liệu liên quan. Các bạn cũng có thể giới hạn về tài liệu tìm kiếm được về mặt thời gian, về mặt ngôn ngữ, về cái thể loại các bạn mong muốn tìm kiếm. Mỗi cơ sở dữ liệu thì nó sẽ có những cái lựa chọn khác nhau cho các bạn. Ví dụ như là ở Google Scholar đi, thì mình đang mong muốn là đọc các tài liệu trong vòng 5 năm trở lại đây thôi, thì mình sẽ chọn cái phần Custom Range và mình chọn từ 2018 đến 2023, thì nó sẽ đưa ra các tài liệu mới nhất mà được công bố trong 5 năm qua thôi. Thì nó cũng giúp cho mình có thể giới hạn được cái lượng tài liệu đáng kể. Thì qua hai cái ví dụ vừa rồi, mình hy vọng là các bạn đã hiểu về cái phương pháp tìm kiếm này và giá trị của nó. Thì mình giải thích khá là chi tiết cho nên là có vẻ hơi dài thôi. Nhưng mà nếu các bạn thực hành 1 đến 2 lần thì chắc chắn là các bạn sẽ quen và cảm thấy dễ dàng. Thậm chí là các bạn cũng sẽ không cần đến mức là cần phải kể bảng rồi viết ra như thế này đâu, mà các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào ngay cái đề tài nghiên cứu và có thể viết được ngay câu lệnh để mà tìm kiếm luôn. Sau phần tìm kiếm thì chúng ta sẽ đến với một phần cũng quan trọng không kém, đó là phần chọn lọc tài liệu. Như mình có nói ở phần đầu thì có rất là nhiều nguồn tài liệu, bài báo khoa học, sách, tạp chí, báo cáo, v.v. Và ở đây thì mình muốn nói thêm một điều nữa rất là quan trọng với các bạn, đó là ở trong mỗi nguồn thì cái chất lượng tài liệu cũng có cái sự phân hóa. Ngày xưa hồi mình học thạc sĩ thì mình cũng nghĩ rất là đơn giản thôi, mình cứ lên thư viện của trường hoặc là lên Google Scholar và tìm kiếm bất cứ tài liệu nào mà cảm giác là liên quan đến cái chủ đề mình cần làm thì mình sẽ đưa ngay vào trong bài viết và khóa luận. Tuy nhiên, sau này khi mà mình có thời gian đi làm trợ lý nghiên cứu này và mình học lên tiến sĩ thì mình mới biết được rằng là có cái sự phân hóa về chất lượng giữa những cái tài liệu học thuật. Ví dụ như là cùng là bài báo nghiên cứu khoa học là ở cái mức độ tin cậy, gọi là ở mức cao nhất rồi đấy. Tuy nhiên thì là không phải là tất cả mọi bài báo khoa học thì đều có chất lượng cao. Các bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học, đúng không? Nhưng mà tạp chí khoa học thì sẽ có 5-7 loại. Có rất là nhiều những cái tạp chí mà người ta có cái việc kiểm duyệt kỹ càng, được đánh giá cao bởi cộng đồng khoa học. Nhưng mà cũng có những tạp chí thường gọi là tạp chí săn mồi đấy, thì cái quá trình kiểm duyệt của người ta rất là sơ sài. Đấy. Thế thì với những cái người thiếu kinh nghiệm ở trong lĩnh vực nghiên cứu ấy thì rất là khó để mà có thể phân biệt được chất lượng của các nghiên cứu và các tạp chí khoa học. Thì thực ra là ở cái mức độ là ở bài luận môn học
ở đại học hoặc là ở thạc sĩ thôi, thì cái việc trích dẫn từ các tài liệu chất lượng thấp có thể là chưa gây ra một cái hậu quả quá lớn. Nhưng mà nếu các bạn thực hiện các nghiên cứu khoa học ở cái cấp độ cao hơn ấy, thì cái việc lựa chọn tài liệu để mà tham khảo, để mà trích dẫn thì cực kỳ là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được đâu là những nguồn tài liệu chất lượng và có độ uy tín cao? Thì dựa vào kinh nghiệm của mình sẽ có 3 nguồn các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất đó là từ thầy cô giáo. Nếu các bạn đang đi học ý, thì một kênh rất là hiệu quả để các bạn có thể tham khảo đó là từ tài liệu của các giáo viên cung cấp. Thường thì ở các môn học, giáo viên sẽ luôn luôn cung cấp danh sách và tài liệu cần phải đọc trước mỗi buổi học. Ví dụ như là đây là một môn học mình học hồi thạc sĩ, thì cô giáo đã cho sẵn những cái quyển sách cần phải đọc và danh sách các tạp chí uy tín để bọn mình có thể tìm đọc nghiên cứu ở trên đó. Hoặc là ở một môn khác đi, thì giáo sư đã liệt kê sẵn những cái bài báo khoa học mà bọn mình cần phải đọc trước khi lên lớp. Thì mình thấy rằng là hầu hết các bài báo đều đến từ một vài tạp chí nhất định, thì mình sẽ bôi đậm lại những cái tạp chí này. Thì khi mà mình cần phải tự tìm kiếm tài liệu cho mình ý, thì mình sẽ ưu tiên đọc và trích dẫn tài liệu từ các tạp chí đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trực tiếp nhờ thầy cô giới thiệu danh sách các tạp chí khoa học uy tín. Mình nghĩ rằng là các thầy cô sẽ luôn luôn sẵn lòng cung cấp thông tin đó cho các bạn. Cái nguồn số 2 đó là các bạn có thể dựa vào cái danh mục tài liệu trích dẫn ở trong các bài báo khoa học. Thì nếu các bạn đã tìm thấy một cái bài báo tốt này, đăng trên một tạp chí uy tín, thì các bạn có thể dựa vào cái phần tài liệu trích dẫn của bài báo đó để mà có thể tìm kiếm những cái tài liệu liên quan. Nguồn số 3 đó là các bạn có thể tham khảo những cái bảng xếp hạng về tạp chí khoa học. Chủ đề này thì nó tương đối là phức tạp và có rất là nhiều chỉ số khác nhau, cho nên là mình sẽ không đi sâu vào ở trong video này. Tuy nhiên thì có một cái cách đơn giản nhất mà các bạn có thể làm, đó là các bạn lên Google và các bạn tìm các tạp chí tốt nhất ở trong cái lĩnh vực mà các bạn cần tìm kiếm. Ví dụ như là mình mong muốn được tìm các tạp chí tốt nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự, thì mình search là Top Journals in HRM. Thì mình sẽ đọc qua một số kết quả để xem là có những cái tên tạp chí nào được nhắc đến nhiều nhất, thì mình sẽ tập trung lựa chọn thông tin và tìm kiếm tài liệu ở trên những tạp chí đó. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu hai bước vô cùng quan trọng trong việc làm nghiên cứu, đó là tìm kiếm và chọn lọc tài liệu. Mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn. Và như mình có nói thì mình đã tổng hợp các ví dụ minh họa trong video này vào một file để các bạn có thể tiện theo dõi thêm. Thì các bạn có thể click vào đường link ở phần mô tả để mà tải tài liệu về nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì thêm hoặc mong muốn mình làm về chủ đề nào nữa thì có thể để lại bình luận dưới video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở trong những video tiếp theo.